Bây giờ cái thành phần đại diện cho những cái người, những cái nghiệp đoàn, những cái cơ sở về thép và tôm, đánh bắt tôm của Hoa Kỳ, họ họ kết hợp lại, thưa quý vị, Liên minh tôm miền Nam tại Mỹ bao gồm ngư dân và các nhà chế biến phản đối việc cấp quy chế kinh tế thị trường cho Cộng sản Việt Nam. Việc nâng cao quy họ cho rằng việc nâng cao quy chế sẽ cho Việt Nam sẽ làm cho Việt Nam Cộng sản nhập cảng thép và tôm vào Mỹ, gây thiệt hại cho cái thành viên của mình. Nghĩa là hiện giờ nếu mà cho cái giá thấp, cái giá thuế của Hoa Kỳ nhập cảng thấp hàng từ Việt Nam, hàng tôm đó, thì cái đó là thiệt hại cho công nhân, cái đó là chắc chắn 100% rồi. Bởi vì tại sao năm nay Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ gia hạn thuế chống bán phá giá, trong đó có Việt Nam bị, là 25,76%, nghĩa là cao hơn. Nếu có cái quy chế thị trường, kinh tế thị trường thì chỉ có 53% thôi. Thí dụ như ở Việt Nam mà xuất cảng qua Hoa Kỳ tôm đó thì phải bị cái sắc thuế, cái sức thuế là 25,76%. Còn Thái Lan là đã được cái định chế gọi là kinh tế thị trường, thì tôm của Thái Lan gửi qua Hoa Kỳ, xuất cảng qua Hoa Kỳ đó chỉ đóng thuế có 5,34%, thưa quý vị, nghĩa là rẻ hơn 5 lần. Bởi vì Cộng sản Việt Nam tìm đủ mọi cách để mà được cái quy chế kinh tế thị trường. Cái sự so sánh đó cho chúng ta thấy, cho chúng ta thấy cái việc mà được cái kinh tế mà được gọi là kinh tế thị trường có lợi 5 lần hơn cái kinh tế bị coi là kinh tế phi thị trường 5 lần. Một bên thì đóng thuế phải 5, bên kinh tế phi thị trường đóng thuế 25,76%, còn kinh tế thị trường thì chỉ đóng có 5,34% thôi. Đó. Các nhà sản xuất, đó là cái về hải sản, thì như vậy đó, các nhà sản xuất thép còn cho rằng sự thay đổi này sẽ làm xói mòn cơ sở sản xuất trong nước đây là nước Mỹ, làm suy yếu khả năng phục hồi chuỗi cung ứng của Mỹ về thép và củng cố cái vai trò cho Việt Nam Cộng sản như là một kênh dẫn cho Cộng sản, mà Cộng sản Việt Nam thì chuyên môn làm cái này, ở bên này Mỹ họ biết hết rồi. Làm cách nào? Thưa quý vị, họ làm như thế này. Họ nhập cảng thép của Trung Cộng đem về Việt Nam đổi bao bì, nếu không đổi bao bì thì chỉ đổi cái chữ, thay vì Made in China thì đổi lại Made in Việt Nam. Thì như vậy là cái thuế, nếu mà thép đó là của Trung Cộng thì bị thuế xuất thuế rất là cao, bởi vì Hoa Kỳ nó chống với Trung Cộng mà. Còn đó, thành ra những nhà sản xuất thép ở bên Hoa Kỳ họ đưa ra cái lý luận đó ra. Tuy nhiên, theo quan điểm ông Ted Ozis, Việt Nam đã có nền kinh tế thị trường đáp ứng các tiêu chí quan trọng như khả năng chuyển đổi tiền tệ,
và sẵn sàng để được công nhận quy chế đúng như vậy. Thưa quý vị, tự nhiên ông này đó, ông vận động hành lang cho Cộng sản Hà Nội mà. Ông từng là đại sứ của Mỹ ở tại Hà Nội, thì ông vận dụng như vậy. Còn coi bên phía Cộng sản Việt Nam đưa ra cái lý luận như thế nào nha. Phía Việt Nam cũng đưa ra lập luận là đã tiến hành nhiều cải cách kinh tế gần đây, đồng thời có cho rằng việc Washington tiếp tục duy trì quy chế nền kinh tế phi thị trường có thể làm tồn tại đến mối quan hệ song phương giữa hai nước. Cũng hầm đó, cái nền kinh tế của Việt Nam nhỏ quá mà nói hầm, nghĩa là nếu mà không có cho Việt Nam nâng lên nền kinh tế thị trường là sẽ tổn hại hai nước. Thưa quý vị, như chúng ta biết, Hoa Kỳ là một cái thị trường lớn nhất trên thế giới. Thưa quý vị, Việt Nam sản xuất không có nhiều lắm ở Hoa Kỳ, có tăng lên nhưng mà không có nhiều lắm. Thành ra giữa một cái ông nhà giàu mạnh như vậy và một cái người có thể nói đương làm ăn bình thường mà nói nếu mà ông chơi ép tôi thì kinh tế của ông sẽ bị kiệt quệ hay là thất bại. Thưa quý vị, cái câu đó không đúng, mà phải nhớ cái câu của ông trong cái cụ ngôn của ông La Fontaine: lý của kẻ mạnh lúc nào cũng thắng. Đó là trong cái bài thơ mà hồi nhỏ nhiều người được học. Đó là con cáo và gì con lan nhô, tôi quý vị nhớ là cái con cừu đó. Làm sao mà hâm lại với Cộng sản Việt Nam về kinh tế mà hâm lại với Hoa Kỳ được? Thưa, không có cái chuyện đó, thưa quý vị. Đó là thêm vào đó cái gì nữa, bây giờ cái kinh tế quan trọng thứ hai trên thế giới đó là Liên Âu, 27 nước. Thì 27 nước như thế nào? Chúng ta thấy, trở lại một chút, Hoa Kỳ đó hiện giờ đương xếp Trung Cộng, Nga, Belarus, Azerbaijan và 9 quốc gia khác đó, trong đó có Việt Nam, thưa quý vị, là kinh tế phi thị trường. Phi thị trường, Cộng sản chưa hết trận mưa rào, chưa buồn hết, lại đau là gì nổi ồn ào gió đông. Bây giờ không, bên cạnh đó là có thể là đồng minh chí cốt của Hoa Kỳ là Liên Âu, Âu Châu. Thưa quý vị, Liên Âu vẫn giám sát Việt Nam về những cáo buộc bán phá giá. Đó, chưa gì Hoa Kỳ nói gì nói, bên phía Liên Âu họ nói Việt Nam bán phá giá lắm. Bán phá giá là phi thị trường rồi. Phi thị trường rồi. Thành ra càng lý luận là càng rút, bị đi sâu vào cái sai nữa. Mà khi Liên Âu nói thì thưa quý vị, chắc chắn Hoa Kỳ tin hơn là Việt Nam nói. Bởi vì Liên Âu có 27 nước kết hợp lại thành gọi là cái tổ chức Liên Âu. Họ nói và họ có thể nói họ cùng một cái nền văn hóa với Hoa Kỳ của Tây Phương, nên không bao giờ Hà Nội nói mà được tin, được Mỹ tin hơn là Liên Âu. Một cái thứ hai nữa, họ nói có bằng cớ hết mà. Cho tới bây giờ Liên Âu cũng theo dõi chặt chẽ cái việc mà có thể nói là sức cản hàng hóa của Hoa Kỳ, của Hà Nội qua bên đây có tính cách là phi thị trường. Một số nghị viên quốc gia, trong đó có Quốc hội Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan vẫn chưa phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư của châu Âu mà ký với Việt Nam. Là tại vì, thưa quý vị, người bên Liên Âu cũng không có tin Cộng sản Việt Nam có thể đạt, kinh tế Cộng sản Việt Nam đạt đến cái mức mà gọi là thị trường.
Nên chúng tôi lấy cái nguồn tin của Pháp, mà chúng tôi cũng phải kiểm soát lại một cái nguồn tin của một cái cơ quan khác. Đó là chúng tôi thêm cái nguồn tin của VOA ngày 9 tháng 5 ghi nhận phần phản biện nhấn mạnh yếu tố Trung Cộng trong việc Mỹ cân nhắc quy chế thị trường cho Việt Nam. Nhưng những tiếng nói phần lớn đối lập rằng các cam kết của chính sách của Hà Nội không đi đôi với hành động cụ thể. Đó, Hoa Kỳ nhận định như vậy. Đó là những cái cơ sở có thể nói về chính trị hay kinh tế thì nhận định như vậy. Nói thì nói, chứ không có là làm giống như vậy đâu. Chính sách của Hà Nội đã không đi đôi với hành động cụ thể về của nước này, vận động như một nền kinh tế kế hoạch quá do Đảng Cộng sản điều hành. Thưa quý vị, nghĩa là Cộng sản Việt Nam là phi kinh tế thị trường, vì hoạt động như là một cái kế hoạch chính trị lâu đời của Cộng sản. Nên có thể nói tới giờ phút này không biết, mà Việt Nam cũng lo lắm, Việt Nam Cộng sản cũng lo lắm, thưa quý vị, không nhắc tới cái này thì hơi thiếu, là họ sợ rằng nếu ông cựu Tổng thống Trump mà kỳ này chắc chắn là ông sẽ ra đắc cử, ứng cử, mà nếu ông thắng cử đó thì càng chết hơn nữa. Bởi vì trong thời kỳ mà ông làm Tổng thống Hoa Kỳ trước ông Biden này đó, thưa quý vị, hàng hóa của Cộng sản Việt Nam gửi qua, ông đánh thuế, thưa với quý vị, không phi thị trường đó, không phải 50-mấy% đâu, ông đánh thuế 60%, thì hết làm ăn, đừng có mong gì mà sản xuất mà đưa qua nhiều. Dầu gì ông Biden thì chúng ta cũng thấy muốn lôi kéo Cộng sản Việt Nam thành một cái thành phần đối tác để mà chống lại với Trung Cộng thì ông cũng nhẹ nhàng, ông cũng tìm cách giúp cho cái sức cản Việt Nam được tăng lên, có, thưa quý vị, năm rồi tăng lên gần 105 tỷ. Nhưng mà với ông Biden thì không, ông này ông vững vàng lắm, nên Hà Nội rất là lo. Nếu ông Biden lên thì đừng có mong gì mà vận động cái gì mà về kinh tế phi thị trường với thị trường nữa. Đó là những cái nhận định mà chúng tôi ghi để trình cùng quý vị rộng đường dư luận. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những kỳ phân tích tới. Xin cảm ơn.